Trời ơi, cảm giác kiểu mình bị ngon luôn ấy. Trời ơi, mặt tôi hốc hác vậy trời. Tại sao mặt tôi lại hốc lại thế này? Ai cho ăn đi. 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다. Hello, chào mừng các bạn quay trở lại channel bé nhỏ tớ channel Hương Wish. Yeah, hôm nay thì mình vẫn đang có mặt ở trên đảo, thật ra là ở trên vịnh Ninh Vân. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi và bọn mình sắp đi về đất liền. Thì mấy hôm nay ở trên này rồi ăn chơi rồi làm việc rất là căng thẳng và da rẻ nó rất là dở hơi. Và ngoài ra có một vấn đề là bọn mình kiểu nằm điều hòa nhiều, môi rất là khô. Thì hôm nay môi mình rất rất là khô luôn ấy. Lần này mình ít khi mà dưỡng môi. Vì thế hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái vấn đề mà mình thường chăm sóc môi như thế nào để cải thiện trong cái việc mà suốt ngày phải tô son chát phấn rồi còn hay scrub son ấy, thì môi lúc mà tẩy lại nó cực kỳ nhiều da chết và nó bị khô, nó bị rãnh ấy. Thì mình có hai cái bảo bối, một cái cũ và một cái mới. Cái mới này thì mình mới mua trong cái chuyến đi Thái Lan vừa rồi và mình cực kỳ thích em ý. Còn đây là một cái sản phẩm mà cực kỳ cũ. Đầu tiên của việc dưỡng môi đấy là rất là easy. Đối với mình thì mình cũng bị rất là lười, cho nên là chăm sóc môi gọi là ít hơn chăm sóc da mặt. Thì mình thường dùng tẩy da chết, đấy là mình dùng cái lip scrub này, các bạn nhìn thấy không? Cái này là của Beauty Cheese. Cái này thì có một cái hay là có rất là nhiều hương vị. Đây ví dụ như cái này là vanilla bean. Đây, nó như thế này. Một cái dạng mà tẩy da chết môi mà nó có hạt. Thì giá thành của em này cỡ chỉ khoảng hơn 100.000 và mình thấy dùng rất là lâu. Tại vì khi mà tẩy da chết môi thì sẽ chỉ tẩy cỡ khoảng 2 lần một tuần thôi. Vì mình không muốn là cái môi mình nó bị bào nhiều quá. Các bạn biết rồi đấy, mỗi lần mà bọn mình đánh son ấy, xong rồi khi mà về tẩy trang là chúng ta đã bào đi một lần cái lớp trên môi rồi. Còn cái việc mà tẩy da chết là nó làm cái tàn dư những cái da chết, những cái mà lâu năm ở trên môi, những cái vẩy ấy các bạn. Gọi là lâu năm thì có vẻ hơi buồn cười, thật ra là chỉ cần vài ngày hoặc là hàng ngày nó sản sinh ra đấy. Thì nếu mà không tẩy da chết môi thì nó sẽ khiến cho môi bọn mình có nhiều cái dần. Thì cái chất của em này nó là như này. Bạn mất nhìn thấy rõ không? Cái loại tẩy da chết này tẩy xong da rất là mềm môi. Mà mình có chọn một cái mùi vị là vanilla rất là nhẹ. Có những cái hạt gần như kiểu hạt muối, hạt cát gì ở trong ấy. Đấy, như này này. Mình đã pha lên môi luôn này. Lúc tẩy da chết ấy thì các bạn để cỡ khoảng bạn cứ massage môi tẩy để lại từ 30 giây đến 2 phút. Đấy, sau đấy thì các bạn có thể lau đi như này. Khi mà các bạn lau không dùng nước ấy, lau khô không dùng nước thì để lại một cái lớp hơi dính mềm mềm trên môi giống như là thoa son dưỡng. Còn các bạn có thể dùng nước nhá. Có thể dùng nước hoặc là nhiều bạn không thích cái kiểu dính trên môi thì có thể là dùng sữa rửa mặt hoặc dùng bất kỳ một cái gì. Thì em này cũng chỉ là một dạng tẩy da chết thôi. Này là của Beauty Cheese. Yeah. Một hũ nhỏ nhưng mà cực kỳ có võ luôn. Thế là cái chương trình dưỡng môi thì như mình nói rất nhiều lần là trước khi đánh son luôn luôn phải đánh son dưỡng đúng không? Nhưng mà có một cái em này là Lip Palm. Trời ơi đẹp dã man, xin đầu tiên của NYX. Trời ơi, lần đầu tiên nhìn thấy em này trong store của NYX ấy, mình kiểu bị phải lòng luôn, bởi vì đây là một cái hũ kiểu nó rất là nhìn rất là fabulous luôn ấy, nhìn thích dã man. Đây là Lip Palm, tên đầy đủ của nó là Chocolate Lip. Thích không? Trời ơi, đây các bạn có nhìn thấy không? Trời ơi, nó xinh khủng khiếp luôn ấy. Em Lip Palm này. Đẩy vào. Đấy. Đúng cái tên gọi của em ý là Chocolate Lip. Trời má ơi, như một cái thỏi sô cô la luôn á. Đây này. Như một cái vị bánh luôn. Mềm môi, cảm giác thoa lên môi kiểu muốn ăn luôn cả môi ấy. Đó là lý do mình rất thích em Chocolate Lip này. Mình kiểu cực kỳ thích mấy cái sản phẩm mỹ phẩm ấy mà kiểu là có mùi đồ ăn. Tại vì trời ơi, cảm giác kiểu mình bị ngon luôn ấy. Thơm kinh khủng. Và lần đầu tiên sử dụng cái em này lên ấy thì các bạn sẽ có thể thấy là cái phần môi mình ấy nó mềm. Mà kiểu em đã hít. Lúc đó thì không biết là có muốn ăn luôn ấy. Và có một cái màu nhìn thoáng qua thì có thể tưởng là kem má cũng nên. Mình không có dùng mặt nạ ngủ mộ cho môi qua đêm thì kiểu
mình cũng lười, cho nên là mình rất thường dùng luôn cả son dưỡng hoặc những cái lip balm hoặc là những cái son, nói chung là bất kỳ một cái son nào để giữ cấp ẩm cho môi. Bởi vì lúc đi ngủ điều hòa này, môi nó sẽ kiểu bị khô, sáng dậy khi mà tô son ấy nó sẽ kiểu chóc ra, rất là bở, rất là khó chịu. Ôi các bạn có thấy không? Trời ơi, mấy hôm mà tự cho mặt hốc lại này. Trời ơi, mặt tôi hốc hác vậy trời. Đừng có tưởng đi gì sọt rồi này nọ chai lọ là sướng, nhưng mà quay nhiều, đi nắng, đi nôi, rồi di chuyển, rồi chóng mặt, rồi một đứa say xe hết, say tàu, say nước, say máy bay, say tứ 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 thì... Ôi trời ơi, tại sao mặt tôi lại hốc vậy thế này? Ai cho ăn đi? Hơi bị lạc đề rồi. Đây, đây trên đây chỉ là hai cái chu trình dưỡng môi của mình cực kỳ đơn giản luôn, mà mình nghĩ là đến cả những đứa siêu lười như mình cũng có thể áp dụng được. Và hai cái sản phẩm này giá thành cũng khá là dễ chịu. Cái này thì cỡ khoảng hơn 100.000 thôi. Cái này cỡ khoảng 200-300.000 tiền Việt thì mình thấy cũng ok. Vì nói chung là em này to như thế này cơ mà. Mà cơ mà nó ngon dã man tàn bạo luôn. Cho nên là mình sẽ recommend hai cái sản phẩm này cho các bạn. Mình nghĩ là tất cả mọi người có thể dùng được cái này. Vì một đứa siêu lười như mình, dù mình stress son và không có dùng mặt nạ ngủ môi, và cái này cực kỳ tiết kiệm, có thể dùng lip balm thay cho mặt nạ ngủ môi rồi tẩy da chết hai tuần một lần, ok, cực kỳ tiết kiệm luôn nhá. Bây giờ thì mọi người đang giục mình đến giờ bọn mình phải rời khỏi cái resort này rồi, và các bạn đừng quên đón chờ những cái video clip theo kiểu gọi là ăn chơi tự lơ ta la. Và hứa với các bạn là cái clip, những cái clip ở Nha Trang cực kỳ đẹp luôn, mà kiểu dạng như là có thiên đường ấy. Ok, và các bạn đừng quên nhấn like và subscribe cho channel bé nhỏ của tớ nhá, sắp được 100-200.000 sub rồi ấy. Tới bác mọc đâu dân bác. Ok các bạn, đây là anh má đi luôn. Ok, bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Hôm nay là ngày cuối cùng ở trên đảo rồi, và mọi người đang có đưa xe đến để mang hành lý của bọn mình sau mấy ngày kiểu hăng say làm việc ở trên resort thì mặt mụn này. Mọi người ơi, mọi người có thể nhìn thấy không? Đống giày luôn. Tất cả là rượu, chúng tôi uống rượu. Không, thật ra đấy là nước. Không, thật ra đấy là nước lọc các bạn ạ. Tôi nói các bạn, tôi ở đây bao nhiêu ngày rồi, cái bể bơi tôi vẫn còn chưa nhúng chân xuống. Mọi người đi tắm, mọi người không rủ tôi.